Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Chuyện cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình Chuyện cuối tuần, chủ yếu là tìm hiểu sâu về vấn đề của người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ. Chương trình này là nói về cộng đồng người Mỹ gốc Việt và để cho những khán giả bên ngoài có dịp đối chiếu, so sánh và hiểu rõ hơn cũng như phân tích để biết được cái cuộc sống của người Việt ở Hoa Kỳ. Và chương trình này là chủ yếu là như vậy. Và cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều đã theo dõi cái chương trình Chuyện cuối tuần của chúng ta, episode thứ 30. Quý vị, trong cái chương trình Chuyện cuối tuần ngày hôm nay thì có lẽ tôi phải nói tới một cái vấn đề khá nhức nhối trong cộng đồng. Khá nhức nhối, tôi gọi là một cái vấn đề mà chúng ta phải đối diện với thực tế, và theo tôi nghĩ là do chính chúng ta. Quý vị, trong mấy tuần lễ vừa qua, một cuốn phim tôi không muốn nhắc tên từ Việt Nam quăng qua Mỹ trình chiếu và nó đã được PR rất nhiều trên mạng xã hội. Nó được quảng bá rất nhiều trên Facebook và trên TikTok vân vân. Tôi không muốn nhắc cuốn tên này tại vì tôi không muốn quảng bá cho cuốn phim này. Thì cuốn phim này đã mang qua với lại sự trình chiếu và đã mời rất nhiều những nghệ sĩ ở hải ngoại, bao gồm những người nghệ sĩ mới từ Việt Nam qua độ vài năm định cư tại Hoa Kỳ, kể cả một số nghệ sĩ lâu năm đã có mặt trong cái buổi trình chiếu cuốn phim này để mà quảng bá cho cuốn phim này. Một cuốn phim mà được tôi không có xem, tôi không biết nội dung, nhưng mà tôi nghĩ rằng nội dung nó chỉ mà nói về một cái góc nào đó trong Việt Nam thì thôi, một cái góc nào đó ở trong Việt Nam nó không có gọi là phù hợp với cái đời sống Mỹ, nhưng mà nó được PR rất là nhiều và cũng không loại trừ việc mà có rất nhiều những khán giả nghe theo lời PR của các nghệ sĩ này đã tìm cách đi kiếm cuốn phim để coi ở một vài nơi, mặc dù rằng là nó chiếu với tính cách gọi là đi thuê rạp để chiếu chứ không phải là do hãng phim Mỹ đứng ra mà gọi là chiếu cuốn phim này. Hai cái khác nhau. Tôi sẽ nói về hai vấn đề. Vấn đề trình chiếu cuốn phim và vấn đề tại sao có một số đông những người ở ngoài này, bất kể những người đó mới tới Mỹ vài năm và kể cả một số người đã ở Mỹ lâu năm vẫn chạy theo cái trend trên mạng xã hội. Thì quý vị, đây là một trong những điều nhức nhối. Tuy nhiên thì ở đây tôi phân tích cho mọi người hiểu rõ vấn đề hơn. Thứ nhất là việc trình chiếu phim. Quý vị, trình chiếu phim nó khác với lại cái phim mà đã được các hãng Mỹ họ mua lại để họ chiếu trên hệ thống rạp. Bởi vì phim từ nước ngoài vào Mỹ thì phải qua cái hệ thống distributor của Mỹ. Nếu họ muốn được trình chiếu khoảng 2-3 ngàn rạp trên toàn nước Mỹ. Nước Mỹ thì lại có hệ thống rạp của họ từ AMC cho tới Regal, những cái rạp mà hệ thống chiếu này, họ có những cái hệ thống rạp ở khắp các tiểu bang. Khắp các tiểu bang, khắp các thành phố và tổng cộng cái hệ thống rạp chiếu ở Mỹ nếu cộng các công ty lại đó thì nó có khoảng gần 5.000 rạp. Ví dụ như là AMC thì có khoảng chừng 32 cho tới 3.000 rạp, rồi hệ thống Regal thì cũng có khoảng chừng 1-2.000 rạp, rồi một số những cái hệ thống khác nữa. Tại vì ở Mỹ này chủ của các cái hệ thống rạp là tới nhiều cái công ty khác nhau chứ không phải một công ty. Do đó ở Mỹ này tổng số rạp thì nó có thể chúng ta có thể nhìn thấy là khoảng 4 cho tới 5.000 rạp trên toàn nước Mỹ. Và ngay cả phim Mỹ đó quý vị, là họ ra mắt họ chiếu đó thì gần như là cũng không đủ được 5.000 rạp. Thường thường đa số phim Mỹ chiếu là ở mức khoảng 3.000 rạp thôi. 3.000 rạp là tối đa. Thì quý vị, đó là những cái phim do chính những hãng Mỹ thực hiện. Còn phim từ nước ngoài mà được vào nước Mỹ mà được các cái hãng mua đó thì họ chiếu rất giới hạn. Ví dụ như cách đây không lâu quý vị còn nhớ cái phim Hai Phượng của Ngô Thanh Vân. Thì cái phim này không phải là trực tiếp từ Việt Nam đưa qua mà họ ký với một công ty của Nam Hàn, một công ty của Nam Hàn. Và khi thực hiện xong thì công ty Nam Hàn này trên nguyên tắc họ bán cái bản quyền khai thác cho công ty Netflix. Tuy nhiên với cái quy tắc của Netflix là ít nhất phải chiếu tối thiểu 2 rạp và chiếu trong vòng 2 tuần lễ thì mới được chiếu trên Netflix. Đây là cái quy tắc đặt ra của Netflix cho những cuốn phim này. Thì quý vị,
thì công ty Nam Hàn họ có làm, họ có hợp đồng với một số những cái nhà cung cấp tại Hoa Kỳ. Do đó thì họ có trình chiếu phim của Ngô Thanh Vân đóng ở một số rạp, mà không được, có khoảng chừng vài chục rạp thôi, tập trung nằm ở những cái tiểu bang và những cái thành phố mà có đông đảo người Việt thôi. Thì quý vị, đa số là người Việt xem, người Mỹ không có xem, người Việt xem thôi. Do đó thì nó là trình chiếu tại Mỹ, nhưng mà chỉ có cộng đồng người Việt xem thôi, chứ người Mỹ cũng chả bao giờ bước chân vào xem những cái phim này cả. Thì do đó thì những cái đây là do của Ngô Thanh Vân ký với lại một cái công ty của Nam Hàn, và công ty Nam Hàn mang qua Mỹ chiếu được khoảng một tuần lễ, hai tuần lễ gì đó, rồi cho đủ cái tiếu số, rồi họ mang lên Netflix họ chiếu. Thì đây là cái cách làm của Mỹ. Còn nếu không muốn được chiếu ở Mỹ thì phải đi mướn rạp. Cá nhân tôi, quý vị nhớ cách đây 2 năm tôi làm một cái buổi ra mắt, tôi không có chiếu ở trên tất cả các rạp, tôi chỉ làm một cái buổi ra mắt duy nhất ở tại quận Cam để mà coi như là giới thiệu với bạn bè, những nghệ sĩ đồng nghiệp của tôi về cái cuốn phim mà tôi làm thôi, cuốn phim Cạn Dầu. Thì quý vị, cái tiền thuê rạp của tôi đó cộng lại hết trong mấy tiếng đồng hồ, tức là mình thuê rạp chiếu 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, rồi cái phần tiếp tân này nó set up thì mình thuê khoảng 4 5 tiếng, thì cái tiền chi phí đó tốn khoảng 4.000 mấy 5.000 cộng với tiền bảo hiểm. Thì quý vị, đó là cái tiền mình thuê rạp để mình chiếu cuốn phim của mình. Mà tôi làm cái buổi ra mắt đó là với cái tinh thần là để giới thiệu cho bạn bà biết, bạn bè biết là cái sản phẩm của mình xong rồi. Quý vị nhớ ngày hôm đó không có khán giả, hầu hết bạn bè của tôi là trong giới văn nghệ sĩ, giới chính trị gia và một vài người trong giới truyền thông thì tôi mời thôi. Mà cái rạp đó rất là nhỏ, tại vì chiếu ra mắt đó quý vị, một cái rạp trung bình ở một cái hệ thống rạp tại Mỹ đó thì nó có khoảng, chỉ có những cái rạp nhỏ, một cái hệ thống rạp thì nó có nhiều rạp chiếu nhỏ, tức là nhiều phòng chiếu. Thì mỗi cái phòng chiếu như vậy có những cái phòng vài chục ghế. Cái phòng lớn nhất mà tôi thuê ở rạp Regal ở tại thành phố Garden Grove đó, cái phòng lớn nhất của họ là được 185 ghế, nếu ngồi sát màn ảnh luôn, tính luôn cái ghế ngồi sát màn ảnh luôn đó, là 185 ghế là cao nhất rồi. Có kỳ trước mà tôi xuống với Irvine đó, cái hôm mà đang nguyên ra mắt cuốn phim đó, thì cái rạp ở đó nó được cái có phòng chiếu lớn hơn, nó khoảng tối đa là 300 người, tại vì một cái phòng chiếu nó chỉ có nhiêu đó thôi, nó không hơn được, chia suất ra chiếu. Thì do đó những cái phòng chiếu ở Mỹ này đó là không có phòng nào mà chứa được 500 hay 1.000 cả, ngoại trừ những cái rạp đặc biệt mà họ dành cho những cái buổi lễ ra mắt thì họ mới có cái số lượng khán giả và ghế đông như vậy thôi. Còn những cái phòng chiếu bình thường trong tất cả hệ thống rạp hát đó thì quý vị thấy đôi lúc nó có vài chục ghế, 100 ghế hoặc là 100 mấy ghế trở lại thôi là nhiều lắm rồi. Có những cái rạp lớn hơn thì họ có thể chứa được gần 300 ghế là tối đa. Do đó khi bị khi đi mướn rạp thì tùy theo cái mức độ lớn nhỏ mình mướn. Thì giống như hôm trước tôi mướn là cái phòng chiếu lớn nhất rồi, là 185 ghế đó, thì tổng số tiền tôi chi trả là khoảng 4-5 ngàn Mỹ kim, là mình mướn rạp để mình chiếu cuốn phim của mình, chứ không phải là rạp lấy phim của mình chiếu rồi chia tiền. Ok, còn nếu mà muốn mà mướn rạp chiếu để mà lấy tiền khán giả đó thì phải giao cho rạp và phải deposit tiền rất là cao. Cái này tôi chiếu ra mắt thôi cho nên tôi không có bán vé, cho nên là không có đụng chạm gì tới cái phòng vé của rạp hết. Còn nếu như mà đụng tới phòng vé của rạp đó thì họ tính mắc hơn, tại vì nhân viên bán vé của họ rồi trách nhiệm của họ trong cái suất chiếu đó, mỗi một suất chiếu rồi tất cả mọi thứ thì nó tính vào rất là mắc, mắc hơn cái tiền mình đi mướn rạp để mình chiếu cuốn phim của mình. Đó là cái cách mà mình làm. Thì quý vị, đó là có 2 cách, một là hãng phim Mỹ họ chiếu, còn hai là mình phải tự đi mướn rạp. Thì đa số những cái phim mà ngoại trừ cái phim Hai Phượng của cô Thanh Vân ra thì tất cả những cái phim còn lại từ ở Việt Nam mang qua đều tự mình bỏ tiền túi đi mướn rạp chiếu, đi mướn rạp chiếu thôi quý vị. Đó là cái mà tôi nói với quý vị là cái thực tế ở nước Mỹ. Đó là cái thứ nhất, là để chỗ việc hiểu rõ, cho nên cái việc mà nó ra mắt, nó quảng bá, nó lăng xê tùm lum đó, nói là được trình chiếu ở Mỹ thì ngon lắm, nhưng mà thứ nhất là phải đi mướn rạp chiếu, thứ hai là đa số cái khán giả đi coi phim là người Việt chứ không có người Mỹ. Cùng lắm mà ông đó có ông người Mỹ là chẳng qua là bởi vì vợ ông người Mỹ, hay là ông đó có vợ người Mỹ, hay là bà đó có chồng người Mỹ, họ đi theo vợ với theo chồng thôi, chứ không phải là người Mỹ mà nguyên một gia đình người Mỹ mà đi coi, nó không có chuyện đó. Đó là cái điểm mà để cho quý vị phân biệt rõ, khán giả Mỹ nó khác và khán giả Mỹ gốc Việt nó khác. Đó là cái giải thích thứ nhất của tôi cho quý vị biết. Và cái thứ hai là cái điều mà tôi nói là nhức nhối trong cộng đồng,
thì do cái hệ thống của anh chị em nghệ sĩ đi coi cuốn phim đó rồi về viết status để mà review, để mà lăng xê thổi phồng cuốn phim lên đó, thì cái vị một số khán giả bị ảnh hưởng, họ vẫn đi coi cuốn phim đó nhưng mà không nhiều lắm. Nếu mà cái vị vào một cái rạp nào đó mà ở một cái suất bình thường đó, cái vị sẽ thấy không có bao nhiêu người coi cả. Trên thực tế nó là như vậy, không có bao nhiêu người coi cả. Và thứ nhất, thứ hai nữa là cái việc mà viết review này thì nhiều người gọi cho tôi, thật sự tôi không có để ý tới chuyện này. Thế nhưng mà có nhiều người gọi Phong sao kỳ vậy Phong, và một số anh chị em nghệ sĩ luôn, một số anh chị em, ủa sao sản phẩm mình ra ở đây á thì dân ở ngoài này không có đi coi, mà sao cái sản phẩm từ Việt Nam qua thì ùn ùn đi coi. Thì cái vị họ thấy là họ có cảm giác là cái, tại vì cái lối mà viết review của anh chị em nghệ sĩ ở đây làm cho khán giả có cảm giác là có nhiều người đi coi cuốn phim này lắm, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu cả so với 2,1 triệu người ở nước Mỹ. Thì cái vị nó chỉ chiếu ở một số thành phố mà có đông đảo người Việt, mà cũng không phải là đông đảo người Việt đó để đi coi nữa, rất ít. Tôi có thể nói là rất ít, tất cả những cái phim từ Việt Nam qua đều như vậy hết. Thì cái vị thứ nhất là tại sao mà cái lối quảng cáo này làm cho nhiều người có cảm giác như vậy. Và thật sự thì có một số những người mà trẻ ở những tiểu bang khác cũng tìm kiếm để coi cuốn phim này nó có chiếu ở chỗ mình không. Thì các vị, cái vấn đề ở chỗ chính bản thân của cộng đồng chúng ta. Mà nếu mà anh, những người nghệ sĩ mà gọi cho tôi á thì nói với tôi đó là tại sao kỳ vậy, sản phẩm mình ra thì ít người đi mà sản phẩm từ Việt Nam qua ùn ùn đi coi. Thì thứ nhất tôi nói là cái hệ thống PR trong Việt Nam nó tác động ngoài này rất là nhiều, và lợi dụng tất cả những nghệ sĩ ở ngoài này để mà PR thêm cho cuốn phim. Do đó những người mà đọc lên á thì có cảm giác là cuốn phim này có nhiều người xem, nhưng trên thực tế thì không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có thể nói rằng là tác động từ trong Việt Nam ra. Thì câu hỏi được đặt ra là tại sao họ có thể tác động được với cái tên tuổi của cái người ở trong cuốn phim đó, hay là cái người bỏ tiền làm cuốn phim đó. Thì tôi có thể nói rằng là lỗi này do chính nghệ sĩ mình bên đây, do chính những nghệ sĩ của mình bên đây đã tự khiến cho mình bị lu mờ, chứ không phải là do phía Việt Nam nó giỏi gì cả. Tại vì tôi nói thật, tôi đã coi hết, lâu lâu tôi coi những cái clip trong Việt Nam và những cái được chiếu trên YouTube đó, thì tôi thấy họ làm rất là tệ so với cái mặt bằng của các quốc gia xung quanh. Thì cái quality của phim Việt Nam hay là những cái chương trình đó rất là tệ. Nhưng quý vị, nó ở chỗ này, số lượng. Tức là những nghệ sĩ ở hải ngoại xưa nay vẫn thụ động, cứ ngồi chờ trung tâm mời mình, mà trung tâm thì bây giờ nó rụng gần hết rồi. Trung tâm bây giờ nó rụng gần hết rồi. Thì quý vị thấy đó, đâu còn là bao nhiêu trung tâm đâu. Mà bây giờ mấy trung tâm cũng đâu có làm nổi một năm 12 show hay là 4 show, 5 show. Bây giờ mấy trung tâm làm năm được show, 2 show là hết cỡ rồi. Rồi thứ hai, sau trận đại dịch, tất cả các cái sòng bài đều ngưng hết. Đều ngưng lại hết. Một vài sòng bài được mở lại thì bây giờ nghệ sĩ Việt Nam thụ động mà chờ bầu show gọi. Mà bầu show bây giờ khi mà làm trở lại, họ cũng không tự tin là có được khán giả nữa. Cuối cùng là gì? Họ đứng tên thôi, bầu show đứng tên trong sòng bài mời nghệ sĩ hát thôi. Còn trên thực tế quý vị, nghệ sĩ trong Việt Nam họ giành hết rồi. Nếu mà nói thực tế bản chất, nghệ sĩ Việt Nam làm bầu show mấy sòng bài luôn, nhưng mà cũng không nhiều, tại vì có nhiều sòng bài tới giờ phút này vẫn chưa cho nhận lại các cái show thương mại. Khoảng chừng còn qua có khoảng chừng 60% đã mở lại, còn 40% vẫn tiếp tục không có nhận show nước ngoài, không có nhận những cái show ngoài nữa. Do đó thì quý vị, thứ nhất là như vậy, thứ hai các ông bầu show lại chơi cái trò rất là nghĩa là mấy ông bầu show mà do phía nghệ sĩ Việt Nam đứng phía sau lưng đó. Tại vì nhiều nghệ sĩ than người phiền với tôi là bây giờ toàn show ở mấy sòng bài toàn gọi Việt Nam không, thì khi hỏi tới ông bầu show, ê tại sao ông mời toàn là nghệ sĩ Việt Nam không vậy mà ông không mời nghệ sĩ ở bên Mỹ, ông bầu show trả lời một cách rất là thẳng thắn với tôi đâu có muốn mời. Cái này là do người host của sòng bài. Mà người host của sòng bài đó, khi tôi propose lên á, người host của sòng bài á sẽ đi hỏi những khách đánh bài là thích nghệ sĩ nào, thì hầu hết đều refer nghệ sĩ Việt Nam hết. Những khách đánh bài đều refer nghệ sĩ Việt Nam hát hết. Do đó ông host của sòng bài bắt buộc phải làm theo cái quy tắc đó,
khách yêu cầu, khách đánh bài yêu cầu ca sĩ nào thì họ mời ca sĩ đó. Nhưng cái kỹ thuật nằm ở chỗ này, tức là những ca sĩ bên Việt Nam, những nghệ sĩ bên Việt Nam nó xúi một số fan ở bên Mỹ của họ là trở thành khách đánh bài và có thẻ đàng hoàng, nhiều có nhiều người đánh lớn nữa quý vị. Cho nên á, mỗi lần mà bắt đầu chuẩn bị show đó là họ xúi những người khách này đi trở lại sòng bài chơi chơi bài. Thì tôi không biết chơi bài họ có chơi hay không, hay là thắng hay thua tôi không biết, nhưng mà khi mà host cầm cái flyer tới, ô nghệ sĩ này tôi không thích, tại sao không mời ông này bà này, ca sĩ này bên Việt Nam nổi tiếng lắm. Chính những nghệ sĩ bên Việt Nam họ sử dụng một số fan bên đây làm khách đánh bài để refer, cho nên mấy ông bầu show thì bây giờ mấy ông đưa vô thì host sòng bài gạt ra, host sòng bài cũng là người Việt Nam, host của sòng bài cũng là người Việt Nam, cho nên người host chỉ cầm thấy ủa toàn là ca sĩ bên Việt Nam không. Do đó cái lý do tại sao mà ca sĩ Việt Nam ở bên Việt Nam bây giờ qua hát sòng bài nhiều so với nghệ sĩ bên Mỹ. Còn nghệ sĩ bên Mỹ thì thụ động, cứ ngồi năn nỉ mấy bầu show là ôi trời ơi, gọi show cho em gọi sao lâu rồi không thấy gọi show em, mà đâu biết mấy ông bầu show bây giờ bị sỏ mũi. Thứ nhất là ca sĩ Việt Nam sỏ mũi, thứ hai là chơi cái trò kỹ thuật đó sỏ mũi, mấy bầu show nói anh đâu có mời em được đâu, anh để tên vô nó gạt ra, host nó gạt ra, bởi vì nó nói rằng em không có tên, em không có nổi tiếng, khán giả không có yêu cầu, khách của sân bay yêu cầu những ca sĩ này, thì nghệ sĩ đó cứng họng. Đây là cách giải thích của một ông bầu show với tôi, để cho quý vị thấy rằng là tại sao bây giờ tất cả các sòng bài, hầu hết 60-70% sòng bài đều là ca sĩ Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, giống như tôi nói, ca nghệ sĩ bên đây thụ động lắm, họ thụ động hơn nghệ sĩ bên Việt Nam. Tức là bên đây đó cứ ngồi chờ trung tâm mà không tự mình sản xuất, không tự mình nghĩ ra cái giải pháp làm sao mà sản xuất mà mình không tốn kém quá nhiều để có được sản phẩm ra với khán giả. Ngược lại, nghệ sĩ bên Việt Nam nó ở cái thế bị kèm kẹp, tức là trên trăng dưới đe, đài truyền hình hay là mấy cái show lớn mà là nó bị kèm kẹp rồi cái chế độ cai trị nữa, cho nên á là trong cái khó bó cái khôn nó thoát bằng cái cửa YouTube, nó sản xuất những cái nội dung mà nhiều khi quý vị coi nó không ra cái gì cả, nhưng nó sản xuất liên tục, nó sản xuất liên tục, một tháng nó ra cầu 30 cái sản phẩm. Thì quý vị, do đó cái số lượng tràn ngập ở trên YouTube, người ta mở lên toàn thấy hình nó không, người ta có riết, người ta tự nhiên người ta biết tới tới những nghệ sĩ đó. Và rồi thì khi mà nó bắt đầu nó có những cái sản phẩm mà ngon hơn, đầu tư kỹ hơn, bắt đầu nó PR, nó dùng cái mạng lưới này nó thảy ra hải ngoại, rồi dùng cái sự quen biết của mình với nghệ sĩ hải ngoại để cho nghệ sĩ hải ngoại PR thêm, trong khi nghệ sĩ hải ngoại á thì thụ động, không có sản xuất, không có sản xuất, không tự mình sản xuất mà cứ chờ mấy trung tâm mời không à. Cho nên cuối cùng thì khán giả ở hải ngoại họ biết nghệ sĩ Việt Nam nhiều hơn. Lý do là tại vì sản phẩm nó ra mỗi tuần, nó ra liên tục luôn. Tôi nói là sản phẩm nha, chứ không phải là những cái chương trình vlog nha quý vị. Do đó cái mà khi mà nó PR bên Mỹ á, là người ta rần rần người ta đi coi, nhưng mà thật sự cái rần rần đó cũng không bao nhiêu người cả. Nghe thì rần rần thật, nhưng mà thực tế thì á, là chỉ có một số người ở trên Facebook thôi, chứ không phải là toàn bộ khán giả ở hải ngoại, không phải toàn bộ khán giả ở hải ngoại. Do đó nhiều người than phiền với tôi nói thứ nhất là mình phải hỏi lại bản thân mình, tại sao khán giả của mình ở hải ngoại bây giờ chạy theo cái trend của nghệ sĩ trong nước mà không chạy theo mình, tại mình không có sản phẩm, lấy gì người ta ủng hộ, rồi người ta chạy theo riết người ta quen rồi. Đó là cái thứ nhất, lỗi là do chính mình chứ không phải là do khán giả hải ngoại bỏ mình, mà chính mình bỏ khán giả hải ngoại bằng cách là mình không có ra sản phẩm, cứ ngồi chờ trung tâm mời, mà trung tâm bây giờ chết gần hết rồi. Do đó cái thất bại của nghệ sĩ ở hải ngoại là quá thụ động. Cho nên bây giờ đừng khiếu nại với tôi là tại sao khán giả Việt ở hải ngoại quay mình. Thật sự họ không quay mình, họ có nhu cầu giải trí, nhưng mà quý vị không có sản phẩm. Bây giờ sản phẩm từ bên Việt Nam mở YouTube lên là gì? Việt Nam không. Do đó cái điều thứ nhất là lỗi của mình, cái điều thứ hai là cái ảnh hưởng của mạng xã hội. Nhiều người cứ nghe nghệ sĩ ca ngợi lên á, làm chính mình đi tiếp tay cho người ta để quảng bá sản phẩm của người ta, còn mình thì không có sản phẩm,
tôi nhìn thấy những cái hình ảnh ở trên mạng xã hội toàn là những người quen biết của tôi không đi dự cái lễ ra mắt phim, đi dự cái lễ ra mắt phim là chính mình tiếp tay cho người ta không công, còn mình thì không có sản phẩm. Rồi cái khi sản phẩm của mình ra thì nó có tiếp tay cho quý vị bên Việt Nam để mà quảng bá sản phẩm của quý vị không? Không có. Quý vị ra sản phẩm bên đây nó có tiếp tay, hoặc là cái sản phẩm đó một được bán hay là chiếu trên YouTube đi, nó có tiếp tay cho quý vị ở tại Việt Nam, ô mời gọi tất cả khán giả Việt Nam coi clip của quý vị không? Không có. Nhưng ngược lại chính những nghệ sĩ mình bên đây lại đi quảng bá cho sản phẩm bên Việt Nam, rồi quay ngược trở lại trách trời ơi, tại sao mà khán giả ở hải ngoại kỳ quá, cứ ủng hộ trong Việt Nam mà mình ra sản phẩm không ủng hộ, trong khi mình tiếp tay để mà PR quảng bá cho sản phẩm trong Việt Nam. Ngược lại đám nghệ sĩ trong Việt Nam nó có cam kết là nó sẽ quảng bá lại sản phẩm của mình không? Không hề có luôn, không hề có luôn. Nó đâu có dám, nó quảng bá một cái lỡ như ông nghệ sĩ đó chống cộng một cái là nó học máu làm sao. Cho nên cuối cùng quý vị, cái sự thất bại trong cộng đồng là bị phía Việt Nam xỏ mũi kéo trend. Một ít nhất một phần những người chống cộng hay là những người mà sinh hoạt cộng đồng nhiều thì họ không mặn mòi. Mà một phần này cũng do những người đó luôn. Tức là sản phẩm của người ta bên đây á cực khổ ra đó thì không đi ủng hộ. Nhưng mà lỡ người nghệ sĩ đó vì bế tắc họ không có hướng nào đi đó, họ chạy về Việt Nam họ hát một hai show đó thì lôi đầu người ta lên chửi. Bản thân mình không mua ủng hộ sản phẩm hay không đi mua vé ủng hộ, không coi ủng hộ cho người ta. Rồi đến lúc mà người ta bị bế tắc, người ta không có đường đi đó, người ta không còn cái cách phát triển cái nghề nghiệp của người ta nữa đó, người ta phải chạy về Việt Nam tìm kế phát triển đó, thì lôi đầu người ta lên chửi. Tôi chỉ đả kích những nghệ sĩ nào về bên đó mà có những cái hành động được xem là gây tổn hại cho cộng đồng bên đây, hoặc là quảng bá tuyên truyền cho chế độ bên đó thôi. Nhưng tôi không phản đối các nghệ sĩ đi kiếm ăn. Các nghệ sĩ đi kiếm ăn cứ việc đi kiếm ăn, tôi không chống. Ngược lại một thành phần được mang tiếng là chống cộng bên đây thì lúc mà người ta ra sản phẩm thì không bao giờ đi coi hết, không bao giờ ủng hộ hết. Nhưng mà chỉ cần sơ xuất về bên Việt Nam, bị báo chí Việt Nam nó đăng lên một cái là bên đây dồn nhau chửi. Chính mình đẩy người của mình về phía Việt Cộng sản luôn. Đây là những cái vấn nạn ở trong cộng đồng của chúng ta, là người nghệ sĩ phải có trách nhiệm là phải ra sản phẩm. Ngược lại cái người khán giả cũng hiểu, phải hiểu rõ, những cái người khán cái người người sống trong cộng đồng phải hiểu rõ. Thì quý vị, một thiểu số, tôi nói không nói là đại đa số, một thiểu số nhân danh chống cộng, tôi gọi là nhân danh chống cộng, sẵn sàng lên đả kích tất cả mọi thứ, trong khi đó chính bản thân họ không ủng hộ, chính bản thân họ không ủng hộ cho những nghệ sĩ bên đây một phần thôi, còn những người bình thường khác đó họ không có quan điểm cực đoan đó thì họ vẫn ok nghe sản phẩm ra, lúc họ ủng hộ, lúc họ coi, lúc họ không coi, tùy theo cái sản phẩm đó, tùy theo người nghệ sĩ đó. Vấn đề là cái khối đông còn lại là những người không cực đoan, làm sao thuyết phục được khối đông này để họ ủng hộ cho cái sản phẩm của cộng đồng, sản phẩm của những người Việt Mỹ gốc Việt ở đây. Thì quý vị, chính cái sản phẩm chúng ta chưa thuyết phục được, chính cái sản phẩm của chúng ta chưa thuyết phục được thì có nghĩa và chưa đầy đủ, chưa đầy đủ, thiếu nhiều lắm. Do đó tại sao chúng ta chắc khán giả phải đi, khán giả họ có nhu cầu giải trí, sau một ngày làm việc về mệt mỏi họ cần giải trí, họ mở lên họ kiếm sản phẩm bên đây không có, toàn là bên Việt Nam không, họ coi riết không quen thôi. Đây là một trong những cái vấn nạn mà tôi nghĩ rằng cả nhiều phía phải đánh giá lại, từ những nghệ sĩ ở trong cộng đồng và từ những khán giả trong cộng đồng thường xuyên có cái quan điểm cứng rắn về chính trị là phải ủng hộ cho những người nghệ sĩ ở bên đây, để đừng để giảm bớt cái tình trạng họ đi tiếp cận với khán giả Việt Nam. Ngày nào họ còn được quý vị ủng hộ bên đây, họ đâu có dạy gì, trừ những kẻ quá tham lam muốn ăn cả hai bên thì mới làm như vậy thôi. Còn đa số những nghệ sĩ bên đây họ vẫn chọn khán giả bên đây. Nhưng mà chính khán giả bên đây lại không ủng hộ cho họ. Mỗi khi họ ra mắt một cái gì đó, một cái bữa tiệc nào đó, họ phải chạy đôn chạy đáo đi bán vé từng tấm vé một. Họ đi bán từng tấm vé một.
mà bán cũng không xong nữa, bán cũng không hết nữa, giờ chót cũng phải bung vé cho. Thì quý vị nghĩ đi nghĩ lại, tôi nói rằng tôi cái bài phân tích này hôm nay của tôi cho thấy cộng đồng chúng ta có những vấn nạn, lỗi là do tất cả mọi người, không phải của một cá nhân nào hết. Mà nếu chúng ta ý thức được lúc nào ủng hộ cho ca sĩ bên đây, nghệ sĩ bên đây, và ngược lại nghệ sĩ cũng phải có trách nhiệm với khán giả, tức là phải có sản phẩm đều để cung cấp cho cái thị trường giải trí. Khán giả người ta đi làm về 8 tiếng 10 tiếng về ta mệt, sau khi có tốn thời gian gia đình, người ta muốn coi tin tức thì có rồi, nhưng mà người ta muốn giải trí một chút xíu, người ta coi cái gì? Chính chúng ta, những nghệ sĩ bên đây cũng đánh mất mình. Rồi chính một số khán giả ở bên đây với cái tinh thần cứng rắn, thì quý vị, chính chúng ta cũng đẩy nghệ sĩ về phía Việt Nam. Đây là cái vấn nạn. Do đó, chúng ta cần phải phân biệt rõ và cần phải có một cái quy tắc rõ ràng để làm cách nào hỗ trợ cho nghệ sĩ bên đây và đồng thời giảm bớt tình trạng nghệ sĩ đi qua Việt Nam. Thì đây là cái giải pháp mà tôi đã nói với quý vị, là do chính chúng ta phải tự suy nghĩ và tự mình kiếm ra cái giải pháp. Còn nếu không, cái sự bế tắc này nó vẫn gây chia rẽ. Nó vẫn gây chia rẽ trong cộng đồng. Đó là cái vấn nạn trong cộng đồng mà tôi nghĩ rằng là đây là cái bài giải thích của tôi để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái gọi là trình chiếu phim tại Mỹ ở Việt Nam như thế nào. Tức là phim Việt Nam qua Mỹ trình chiếu, nhưng thật sự nó không phải là trình chiếu đâu. Nó chỉ là thuê rạp mà chiếu mà thôi. Và thứ hai là cái phản ứng của người trong cộng đồng, kể cả giới nghệ sĩ, kể cả những người bình thường. Thì chính cái thái độ thụ động của chúng ta đã đẩy tới cục diện bây giờ khó khăn và khó giải quyết. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!